Cô chào các em học sinh của trường trung học cơ sở Hậu Giang đến với tiết học trực tuyến môn mỹ thuật 7 của ngày hôm nay. Thì ở những tiết trước, cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu qua chủ đề 1, đó là họa tiết trang trí rồi. Thì bắt đầu tiết này cô sẽ hướng dẫn chúng ta tìm hiểu sang một phần môn mới, đó là phần môn vẽ theo mẫu. Thì nhưng mà trước khi vào bài mới á, thì cô có một trò chơi nhỏ. Sao đây? Trò chơi có tên là tìm đồ vật. Trên đây cô có 8 hình. Đây là 8 đồ vật. Các em hãy tìm ra đồ vật nào có dạng hình trụ và hình cầu. Các em đã tìm ra chưa các em? Đồ vật có dạng hình trụ hình cầu đây chính là ở hình thứ nhất một quả cam, hình thứ tư một quả bóng, hình thứ sáu một cái bình thủy, hình thứ bảy đây là một cái cốc. Thì ở hình 4 và hình 6 chúng ta dễ dàng nhận thấy được đây là hình cầu ha, đây là hình trụ. Thì ở hai hình này, hình 1 và hình 7 hơi khó nhưng một chút xíu. Tôi sẽ cho các em dễ hình dung ra nha. Này, đây là cái cốc. Nó hình xuông xuống, đây là cái dạng của hình trụ. Và quả dạng tròn này, đây là hình cầu, cái dạng hình cầu các em. Thì như cô nói, thì tiết này cô sẽ hướng dẫn chúng ta tìm hiểu sang phần môn là vẽ theo mẫu. Thì ở phần môn này, chúng ta tìm hiểu đó là chủ đề 2, nét đẹp của tượng Phật. Ở chủ đề này, thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta qua 5 tiết học. Tiết học thứ nhất, chúng ta tìm hiểu đó là vẽ cái cốc và quả. Tiết học thứ 2, 3, thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta vẽ lọ hoa và quả. Tiết thứ 4, 5, chúng ta sẽ được học vẽ cái ấm tích và cái bát. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tiết học đầu tiên của chủ đề 2. Đây là bài vẽ cái cốc và quả. Các em lấy tập sách ra, chúng ta viết tựa bài mới của ngày hôm nay nhé các em. Chúng ta ghi vào tập chủ đề 2, nét đẹp của tượng Phật. Bài 2, cái cốc và quả. Mở ngoặc vẽ bằng bút chì đen. Ở bài này thì chúng ta sẽ chỉ vẽ bằng bút chì thôi, chúng ta không sử dụng màu nha các em. Để vẽ được cái cốc và quả thì chúng ta sẽ lần lượt phần thứ nhất đó là quan sát nhận xét. Các em ghi vào tập 1 La Mã, quan sát nhận xét. Trên đây cô có 4 hình. Cùng là một cái mẫu vật giống nhau. Nhưng mà khi đặt là mỗi hình là sẽ có vị trí đặt khác nhau. Ví dụ như hình 1 thì cô sẽ đặt cái quả nằm phía sau cái cốc. Hình 2, quả đã trước cốc nhưng mình lệch sang phía bên phải. Ở hình 3 thì quả đã đặt trước cốc nhưng mình đặt sát bên chia khuất một phần của cái cốc. Ở hình số 4, quả đặt trước cốc nhưng mà thẳng hàng với cái cốc. Thì qua 4 hình này, các em thấy rằng vật mẫu nào đặt hợp lý các em? Vật nào nè? Đó chính là vật mẫu ở cái hình thứ 3. Đây. Là được đặt hợp lý.
Như vậy khi đặt đậu chúng ta cần lưu ý, chúng ta sẽ đặt như thế này, sẽ có vật đặt trước, vật đặt sau, vật che khuất, vật còn lại thì như vậy thì trong bức tranh chúng ta nó sẽ hài hòa, bố cục sẽ đẹp hơn các em. Chúng ta đã học qua bài vẽ theo mẫu rồi, cô nghĩ rằng là các em cũng đã biết cách để chúng ta cần phải quan sát, nhận xét những cái hình mẫu như thế nào. Thì trên đây cô nhắc lại cho chúng ta cùng theo dõi nha. Khi mà quan sát một cái vật mẫu thì chúng ta cần lưu ý xem là mẫu gồm có vật gì. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm cái vị trí của từng vật mẫu. Chúng ta sẽ xem cái cốc có hình dạng gì. So sánh độ đậm nhạt của cái cốc và quả như thế nào. Tiếp theo là chúng ta so sánh tỷ lệ giữa phần miệng cốc nè và phần đáy cốc xem có bằng nhau hay không. Cô ví dụ ở đây cô nhận xét như sau. Thì ở cái cốc, ta nhận xét cái cốc trước nha. Cái cốc này thì có dạng hình trụ. Gồm có miệng nè, thân và đáy. Phần miệng trên đây sẽ rộng hơn phần đáy. Cái cốc thì có màu đậm và màu nhạt kem. Cái cốc thì có màu nhạt, chất liệu là bằng nhựa, đứng phía sau quả và bị che bởi một phần. Và cao hơn quả. Ví dụ này ha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ quan sát cái quả. Thì quả ở đây chúng ta quan sát coi quả có dạng hình gì. So sánh chiều cao và chiều ngang của quả. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ so sánh tỷ lệ của cái cốc và quả. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ so sánh độ đậm nhạt của cái cốc và quả. Thì sau khi mà chúng ta quan sát những cái điều này thì chúng ta sẽ biết được là quả này có dạng hình gì các em? Hình cầu. Chiều ngang thì sẽ lớn hơn chiều cao. Có độ đậm hơn cái cốc, rõ ràng chúng ta thấy ha. Và đứng trước che khuất một phần của cái cốc. Và chắc chắn rằng cái quả này thấp hơn cái cốc rồi, đúng không? Về phần ánh sáng thì chúng ta thấy ánh sáng này đậm hay là nhẹ kem? Thì ánh sáng chúng ta thấy ánh sáng từ trái cây chiếu vào vật mẫu nhẹ nhàng. Như vậy là chúng ta vừa quan sát, nhận xét xong cái phần vẽ theo mẫu của các em. Và phần này chúng ta sẽ ở nhà, các em sẽ đặt mẫu vật theo ý thích của mình. Và chúng ta sẽ tự quan sát, nhận xét theo những cái ý mà cô vừa hướng dẫn chúng ta. Các em sẽ tự quan sát và chúng ta sẽ ghi lại trong tập các em. Cô chỉ dạy sơ phần này thôi, bởi vì chúng ta đã được học rồi nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu, đó chính là chúng ta sẽ tìm hiểu về phần cách vẽ nha các em. Chúng ta ghi vào trong tập phần hai la mã cách vẽ. Ở phần cách vẽ này cô cũng chỉ hướng dẫn sơ lược thôi, bởi vì chúng ta cũng đã được học rồi ở tâm lớp 6, thì ở tiết này cô sẽ nhắc lại để chúng ta cùng nhớ nha các em. Thì ở bước vẽ này thì chúng ta sẽ gồm có 5 bước đó các em. Bước 1, chúng ta sẽ vẽ khung hình chung. Đây, cô sẽ vẽ một cái khung hình chung nha. Xong, cô vừa hoàn thành xong là bước vẽ khung hình chung đó các em.
Ở phần vẽ lưu hình chung thì các em lưu ý là chúng ta sẽ sắp xếp cho hài hòa trên tờ giấy nha các em, tránh trường hợp là vẽ quá lớn quá nhỏ đó. Tiếp theo, ở bước 2 là vẽ khung hình riêng. Vậy thì nãy chúng ta tìm hiểu là ngày hôm nay chúng ta sẽ vẽ hai cái vật mẫu. Thì chúng ta sẽ vẽ hai khung hình riêng vào trong đây. Ví dụ ở đây, cô sẽ vẽ cái góc. Bên phía trước đây, cô sẽ vẽ cái quả. Tùy vật mẫu mà chúng ta có dạng khung hình như thế nào, thì chúng ta sẽ vẽ khung hình riêng như vậy ha. Trong chữ kẹp. Chúng ta sẽ xem bước thứ ba là vẽ hình bằng nét thẳng. Các em lưu ý nha, ở bước 3 này chúng ta không dễ động, chúng ta chỉ vẽ mờ thôi và vẽ bằng các nét thẳng như sau. Cô sẽ chia ra cái phần miệng nặng nè. Đây. Vẽ phần thân của cái cốc. Tiếp tục, cô sẽ vẽ nét thẳng, vẽ phần miệng của cốc. Đây, cô đã hoàn thành xong phần miệng cốc đó. Và tới phần hai cốc. Tiếp theo là sẽ vẽ quả. Dạ, chúng ta vừa hình hình xong, đây là bước vẽ hình bằng nét thẳng đó các em. Các em xem bước thứ tư là vẽ chi tiết. Từ cái nét thẳng ban đầu, chúng các em sẽ viền lại vẽ bằng nét cong. Tiếp tục xem phần quả. Rồi, các em sẽ lấy gươm, chúng ta sẽ bôi đi khung hình ban đầu và chỉnh lại cái hình cho đẹp. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bước 4, vẽ chi tiết. Xem bước cuối cùng đó là bước 5, vẽ đậm nhạt. Khi vẽ đậm nhạt chúng ta lưu ý cái hướng sáng nha các em, để chúng ta vẽ đậm nhạt sao cho đúng. Và cũng xem độ tương quan giữa hai vật mẫu ha, giữa cái cốc và quả. Xem cái vật nào đậm, vật nào nhạt đó, chúng ta vẽ sao cho đúng. Đây, trên đây là cô sẽ cho các em xem lại 5 bước vẽ. 5 bước vẽ của bài vẽ theo mẫu. Bước thứ nhất này, vẽ khung hình chung. Bước thứ hai, vẽ khung hình riêng này. Các em quan sát ha, vậy. Bước ba, vẽ hình bằng nét thẳng. Bước bốn, vẽ chi tiết này. Và bước năm, vẽ đậm nhạt. Như vậy thì chúng ta sẽ làm tuần tự 5 bước sau để hoàn thành bài vẽ. Như vậy thì các em lấy tập ra. Các em ghi vào trong tập mình 5 bước này để chúng ta nhớ nha các em. Gạch đầu dòng thứ nhất, bước 1, vẽ khung hình chung. Bước 2, vẽ khung hình riêng. Bước 3, vẽ hình bằng các nét thẳng.
Bước 4. Vẽ chi tiết. Bước 5. Vẽ đập nhạc. Rồi, rồi, xong chưa các em? Ở bài này chúng ta cần lưu ý như sau. Chúng ta sẽ tìm tỷ lệ khung hình chung, khung hình riêng cũng như là hình dáng của các mẫu sẽ không giống nhau, vì phụ thuộc vào vị trí ngồi của người vẽ. Ví dụ nha, khi mà chúng ta đặt cái mẫu vật thì tùy vào vị trí ngồi của mỗi người thì chúng ta sẽ có một cái bài vẽ khác nhau. Các em quan sát trên đây nha, cô có 5 cái hình là 5 bài vẽ. Đây là 5 cái lưu ý khi vẽ. Đây là những cái bố cục mà chúng ta cần nên tránh. Thứ nhất, ở hình 1, đây là bố cục bị lệch xuống dưới. Các em quan sát ha, cái hình vẽ chúng ta bị lệch ở sát cái mép dưới của tờ giấy nè, về sẽ không đẹp. Chúng ta cần tránh thứ hai, đó là bố cục bị lệch sang trái này. Chúng ta dễ sát ở bên mép trái của tờ giấy, trong khi bên mép phải thì còn trống rất là nhiều đây. Cần tránh thứ ba, đó là bố cục bị lệch lên trên, hay trái ngược với ở hình 1 thì bố cục ở hình 3 này thì sát ở mép trên của tờ giấy, trống ở phía dưới vậy cũng không được. Ở hình 4, đây là bố cục quá lớn, chúng ta thấy không? Dễ hết luôn cái phần tờ giấy, nghe cũng không hợp lý. Ở hình 5 thì đây là bố cục quá nhỏ, nên trong thực tờ giấy như thế này, chúng ta vẽ nhỏ như thế này thì bố cục như vậy cũng không hợp lý. Như vậy trong bài vẽ tranh, vẽ theo mẫu thì các em cần lưu ý 5 cái điều sau đây để mà tránh nha các em. Đây là một số bài các em tham khảo nha. Đây là bài vẽ cái cốc vào quả của bạn. Đây là những cái bố cục hợp lý thì chúng ta có thể vẽ. Ở ba bài này đều là vẽ cái cốc vào quả, nhưng mà vị trí ngồi của bạn á khác nhau, cho nên là bạn vẽ ra một cái hình khác nhau. Như vậy thì chúng ta đã được tìm hiểu cái cách để mà chúng ta quan sát một cái mẫu vật sao cho đúng. Và chúng ta cũng đã được tìm hiểu cái cách để mà vẽ một cái mẫu vật rồi. Thì các em sang phần thứ 3 là thực hành. Các em đi vào trong tập nhé các em. Ba la mã thực hành. Yêu cầu bài là vẽ cái cốc và quả. Kem ghi xong chưa nè? Cô sẽ cho các em xem một số bài vẽ tham khảo. Đây là bài vẽ của các họa sĩ đó. Chúng ta quan sát ha, để chúng ta học hỏi kinh nghiệm cho riêng mình nha. Đây là bài vẽ cái cốc cầu quả nè. Các em xem cách mà các họa sĩ đi đậm nhạc.
Đây, ở đây, 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 đây. Đây là cái sắp xếp bố cục. À, khi vẽ thì các em có thể vẽ thêm cái phông nền phía sau như vậy để thêm đẹp đẽ được nữa các em. Đây, đây là một một trong những cái dạng ha. À, vẽ tĩnh vật. Đây, nó vậy vậy. À, và đây là bài vẽ của các bạn học sinh năm trước. Các em tham khảo nhé. Đánh thứ tự 1, 2, 3. Các em xem ba bài này thì các em thấy thích bài nào nào nè. Thì ba bài này cũng mắc những cái lỗi mà hồi cái lúc mà vẽ hướng dẫn cách vẽ cô cũng cho các em xem đó. Ở hình 1 thì mắc cái lỗi gì các em? Đây là bố cục bạn vẽ quá lớn. Ở hình 2 bố cục về hợp lý chứ các em. Ở hình 2 vậy là bố cục hợp lý hài hòa đó các em. Ở hình 3 bài này thì phạm phải lỗi đó là vẽ hình quá nhỏ. Ở hình thứ 4 đây đây. Cứ đố các em bài này mắc lỗi gì? Ở bài này á thì bạn vẽ bố cục hợp lý, tuy nhiên ở phần vẽ đậm nhạt các em xem nè, bạn vẽ tất cả các hình đều chung một độ đậm nhạt là không hợp lý nha các em. Thì trong một cái hình thì các em vẽ ít nhất là ba mảng đậm nhạt: sáng, trung sang và tối. Bài này thì vẽ đều màu như thế này thì không đẹp. Ở bài 5, bài này mắc cái lỗi đó chính là phần đáy lọ nè. Các em quan sát nha. Và phần quả nè. Quả đặt trước lọ mà bạn vẽ đáy lọ. Quả đặt trước cái cốc mà đáy cốc lại ngang với quả như thế này là không hợp lý. Quả chúng ta nên vẽ là phải thấp hơn cái cốc mới đúng nha các em. Ở hình 6 mà mắc phải lỗi bố cục bị lệch. Em xem nè, bị lệch lên trên và lệch sang trái đó, vậy cũng không hợp lý. Sau đây thì cô sẽ nhắc lại kiến thức của bài này cho các em nhớ rõ nha. Thì khi vẽ bài vẽ theo mẫu thì chúng ta cần phải lưu ý đó là bố cục của mẫu. Chúng ta phải vẽ bố cục sao cho hài hòa hợp lý, tránh những trường hợp là vẽ quá lớn hay là quá nhỏ hay là bị lệch bố cục đó các em. Tiếp theo là chúng ta cần lưu ý là chúng ta quan sát khung hình chung của vật mẫu cho đúng. Tiếp theo là chúng ta cần lưu ý đó là khung hình riêng của vật mẫu. Chúng ta xem tỷ lệ của vật mẫu. Ta xem là ví dụ chúng ta vẽ hai hay là ba vật mẫu á, thì chúng ta xem tỷ lệ của từng vật mẫu như thế nào với nhau để chúng ta vẽ cho đúng cho giống mẫu. Lưu ý tiếp theo chúng ta cần đó là xem về hình vẽ. Những vật mẫu chúng ta có những đặc điểm gì thì chúng ta vẽ như vậy, tránh trường hợp là chúng ta vẽ thêm hay là bớt. Bởi vì bài vẽ theo mẫu là chúng ta sẽ vẽ với mẫu giống nhất có thể nha các em. Sau đây thì cô sẽ cho các em chơi một trò chơi nhỏ để kết thúc bài học nha các em. Thì trò chơi này có tên là tìm hình bắt chữ. Ở trên đây thì cô có 4 ô cửa. Lần lượt đó là 4 hình. Ở hình 1, đây là một loại quả, là tên một hãng điện thoại. Các em có biết đây là quả gì không nè? Đây là quả táo đó các em.
tiếp theo ở ô cửa số 2. Đây là một quả khi chín có màu đỏ, dùng để ăn sống hoặc chế biến. Kem có đoán được đây là quả gì không nè? Đây chính là quả cà đó kem. Tiếp theo ở ô cửa thứ ba nhé. Đây là một vật dụng người lớn tuổi dùng uống nước trà. À, dễ quá phải không nè? Đây là cái gì nha các em? Đây là một cái bình trà đó. Ở ô cửa số 4. Đây là một vật dụng đi kèm với hoa. Là vật gì các em? Đó chính là một cái lọ hoa, đúng rồi. Như vậy thì chúng ta đã lần lượt mở 4 ô cửa và đã tìm ra được 4 hình. À, đó là quả táo nè, quả cà chua nè, cái bình trà và một cái lọ hoa. Thì sao cô sẽ hướng dẫn chúng ta vẽ một cái vật mẫu, đó chính là một cái lọ hoa nha các em. Cứ hướng dẫn về nhà, ở nhà các em. Ở nhà thì chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành bài vẽ cái cốc và quả nha các em. Chúng ta xem trước bài tiết sau, đó là bài vẽ bài 6 vẽ theo mẫu lọ hoa và quả. Sau khi học bài này thì các em cũng đừng quên chúng ta mở cái đường link bên dưới, chúng ta làm bài tập củng cố. Và cuối bài tập thì có một cái phần, đó chính là những bạn nào chưa rõ về bài học của ngày hôm nay, các em sẽ ghi câu hỏi vào đó. Cô sẽ giải đáp vào tuần sau nhé các em. Tiết học đến đây kết thúc rồi. Cô mến chào các em.